Lê Minh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, tháng 2 năm 2023, sau khi hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ở Tokyo, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos hào hứng chia sẻ: "Sau cuộc gặp của chúng ta, tôi có thể tự tin nói rằng quan hệ đối tác chiến lược của chúng ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết." Ông Marcos còn không quên nhấn mạnh rằng Nhật Bản là một trong những nước láng giềng gần gũi nhất và là bạn bè thân thiết nhất của Philippines. Quan hệ Nhật Bản-Philippines được tăng cường, đặc biệt là trên lĩnh vực quốc phòng, có thể là một tin không vui cho Trung Quốc, nước đang có tranh chấp lãnh thổ với cả hai. Bởi vì Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với tình thế bị bao vây ở cả mặt Bắc bởi Nhật Bản và ở mặt Nam bởi Philippines. Những toan tính của họ có thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong một diễn biến khác liên quan đến an ninh khu vực, chuyến thăm mang nhiều tín hiệu chính trị của cựu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu tới Trung Quốc cũng thu hút nhiều sự chú ý. Ông Mã đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2015 với cái bắt tay biểu tượng. Nhưng giờ đây, khi quan hệ hai bờ eo biển đang ngày một căng thẳng, chuyến đi này của ông Mã liệu sẽ mang lại điều gì? Và tất cả những câu chuyện này sẽ được chuyển đến quý vị ngay sau đây. Đàm phán Nhật-Philippines. Hôm qua, Financial Times đưa tin Tokyo đàm phán với Manila về việc gửi quân tới Philippines, mục đích là làm tăng khả năng ngăn chặn Trung Quốc ở Biển Đông. Theo báo cáo, chính phủ Manila và Tokyo sắp ký kết một thỏa thuận tiếp cận lẫn nhau, cho phép quân đội của họ huấn luyện và tập trận ở nước nhau. Thỏa thuận này tương tự như thỏa thuận mà theo đó Mỹ được phép duy trì lực lượng quân sự ở Philippines, bất chấp hiến pháp nước này cấm triển khai quân thường trực. Tin tức về việc Nhật Bản sẽ sát cánh cùng Philippines đã gửi một thông điệp sắc bén tới Trung Quốc về việc Mỹ và các đồng minh đang ngày càng lo lắng về hoạt động quân sự của nước này trong khu vực, cả xung quanh Đài Loan và các khu vực khác trên Biển Đông. Và rằng một cấu trúc an ninh khu vực đa phương đang hình thành để đáp trả hành vi của Bắc Kinh. Như thế, Nhật Bản đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ an ninh được chấp nhận ở Đông Nam Á, đồng thời các quốc gia đang nằm trong vùng tranh chấp với Trung Quốc ở vùng biển này. Mặt khác, đây là tín hiệu đầu tiên của việc hình thành một liên minh chống lại Trung Quốc để đảm bảo hiện trạng cho Biển Đông như Công ước về Luật Biển đã quy định. Việc Mỹ, Nhật, Philippines cùng bắt tay nhau để chống lại Trung Quốc đang truyền cảm hứng cho các quốc gia khác trong khu vực. Nếu như cuộc đàm phán thành công, sự hiện diện của lực lượng Nhật Bản tại Philippines sẽ khiến Trung Quốc phải dè chừng. Vì trong vài năm qua, Nhật Bản đã tăng cường đáng kể tư thế phòng thủ của mình, bao gồm tăng mạnh chi tiêu quốc phòng và mua tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất với tầm bắn có khả năng tấn công các mục tiêu ở Trung Quốc. Trước đó còn có thông tin liên minh quân sự Mỹ-Nhật đã được nâng cấp lớn nhất sau hơn 6 thập kỷ. Bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào con tàu vốn được cố tình neo đậu trên rạn san hô đang tranh chấp vào năm 1999 đều có thể kích hoạt hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Philippines. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, chẳng phải Trung Quốc đã tấn công, thậm chí khiến tàu tiếp tế của Philippines bị thiệt hại nghiêm trọng và những cuộc va chạm vẫn đang tiếp tục gia tăng hay sao? Nhưng phía đồng minh của Philippines, nước đã ký hiệp ước phòng thủ chung, vẫn chưa có bất kỳ một động thái răn đe nào. Có vẻ như Philippines đang tự xoay sở trước khi Mỹ để Nhật nhảy vào. Tại sao Nhật lại chấp nhận nhảy vào cuộc chơi trước tiên chứ không phải là Mỹ? Bởi vì Philippines đóng vai trò quan trọng như một địa điểm chiến lược để Nhật Bản kiểm soát các đường biển và tài nguyên trong chiến lược Thái Bình Dương của nước này. Philippines, một quần đảo nằm ở Đông Nam Á, có tầm quan trọng chiến lược to lớn đối với Nhật Bản trong chiến lược Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ hai. Vị trí địa lý của nó khiến nó trở thành một địa điểm quan trọng để kiểm soát các tuyến đường biển và tài nguyên ở Thái Bình Dương. Cuộc xâm lược của Nhật Bản vào Philippines vào tháng 12 năm 1941 là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm thiết lập khối thịnh vượng chung Đại Đông Á, một khái niệm nhằm tạo ra một khối các quốc gia châu Á tự cung tự cấp do Nhật Bản lãnh đạo và thoát khỏi ảnh hưởng của phương Tây. Philippines là thuộc địa của Mỹ vào thời điểm đó, và việc chiếm được Philippines sẽ không chỉ mang lại cho Nhật Bản lợi thế chiến lược mà còn giáng một đòn đáng kể vào tinh thần và uy tín của Mỹ. Quần đảo này là cửa ngõ vào phần còn lại của Đông Nam Á, và việc kiểm soát chúng sẽ cho phép Nhật Bản đảm bảo các tuyến đường biển quan trọng, đặc biệt là những tuyến đường dẫn đến Đông Ấn Hà Lan dầu tài nguyên, nay là Indonesia. Những nguồn tài nguyên này bao gồm dầu, cao su và thiếc, rất quan trọng đối với nỗ lực chiến tranh và sự ổn định kinh tế của Nhật Bản thuở ấy.
Hơn nữa, vị trí gần gũi của Philippines với Nhật Bản khiến nước này trở thành căn cứ lý tưởng để tiến hành các hoạt động quân sự tiếp theo trong khu vực. Nó cũng cung cấp một vùng đệm bảo vệ các đảo quê hương của Nhật Bản khỏi các cuộc phản công tiềm tàng của Mỹ. Do đó, việc chiếm được Philippines được coi là bước cần thiết trong kế hoạch thiết lập ưu thế thống trị ở Thái Bình Dương của Nhật Bản. Tuy nhiên, Philippines cũng trở thành chiến trường quan trọng cho cuộc phản công của quân đồng minh. Trận chiến Vịnh Leyte năm 1944, một trong những trận hải chiến lớn nhất trong lịch sử, đánh dấu sự khởi đầu cho sự kết thúc quyền kiểm soát của Nhật ở Thái Bình Dương. Việc quân đồng minh chiếm lại Philippines cuối cùng đã làm gián đoạn nghiêm trọng các tuyến tiếp tế của Nhật Bản và đánh dấu một bước ngoặt trong chiến tranh Thái Bình Dương. Tóm lại, tầm quan trọng của Philippines trong chiến dịch Thái Bình Dương của Nhật Bản nằm ở vị trí chiến lược của nước này, cho phép Nhật Bản kiểm soát các tuyến đường biển và tài nguyên quan trọng, tiến hành các hoạt động quân sự sâu hơn và cung cấp vùng đệm phòng thủ cho các đảo quê hương của Nhật Bản. Tuy nhiên, nơi đây cũng trở thành chiến trường quan trọng đánh dấu bước ngoặt của cuộc chiến. Điều này liễu giải cho chúng ta vì sao Nhật đã nhiệt thành trong việc sẵn sàng hợp tác với Philippines. Đứng về góc độ lợi ích thì đó cũng là vì lợi ích quốc gia của mình. Đối với Mỹ mà nói, họ đang dần dần nới lỏng cho Nhật để giúp Tokyo nâng tầm vị thế của mình ở khu vực. Nếu chúng ta quan sát và sâu chuỗi lại toàn bộ những động thái của Nhật ở khu vực, chúng ta sẽ thấy, từ năm ngoái, Nhật Bản đã thể hiện lập trường chủ động chống lại sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực, kêu gọi các đồng minh ở Đông Nam Á cùng nhau hợp tác và đương đầu với mối đe dọa từ Trung Quốc. Trong một động thái đã được chờ đợi từ lâu, Nhật Bản hiện đang hợp tác với Malaysia và Philippines và đồng ý tăng cường quan hệ quân sự để thành lập một mặt trận thống nhất chống lại Trung Quốc. Chuyến thăm cũng như việc nâng tầm quan hệ Nhật-Việt cũng nằm trong chiến lược của Tokyo. Các samurai chống Trung Quốc đã hoạt động trở lại. Nhật Bản thậm chí còn đi xa hơn khi đề nghị cung cấp vũ khí cho các đồng minh của mình để giúp họ chống lại sự thống trị của Trung Quốc trong khu vực. Với sức mạnh công nghệ và quân sự của Nhật Bản, đây có thể là một bước quan trọng trong cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc. Philippines và Nhật Bản đã chứng tỏ khí phách của mình trong việc đối đầu với Trung Quốc. Chiến thắng lịch sử của Philippines tại La Haye năm 2016 vô hiệu hóa các yêu sách lãnh thổ mở rộng của Trung Quốc ở Biển Đông, là đòn giáng mạnh vào tham vọng bá chủ khu vực của Trung Quốc. Mặt khác, Nhật Bản đã tăng cường khả năng quân sự trong những năm gần đây để chống lại sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Bắc Kinh. Và Malaysia cũng nằm trong tầm ngắm của sự xâm lược của Trung Quốc, đặc biệt liên quan đến tranh chấp Biển Đông. Bây giờ thì Nhật đã tạo thế chân kiềng khi cả ba nước hiện đang hợp tác cùng nhau. Trung Quốc sẽ phải suy nghĩ kỹ trước khi tiếp tục nỗ lực theo đuổi chủ nghĩa bành trướng. Với việc Nhật Bản, Malaysia và Philippines hợp tác cùng nhau, khả năng phát huy ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Đài Loan có thể bị hạn chế đáng kể. Ba nước cũng kêu gọi các quốc gia trong khu vực tham gia nỗ lực, cho thấy đây chỉ là khởi đầu của một liên minh rộng lớn hơn chống lại sự xâm lược của Bắc Kinh. Tóm lại, việc hình thành mặt trận thống nhất giữa Nhật Bản, Malaysia và Philippines là một bước phát triển có ý nghĩa trong cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc. Với việc Nhật Bản đề nghị cung cấp vũ khí cho các đồng minh và các quốc gia khác trong khu vực có khả năng tham gia liên minh, tham vọng của Bắc Kinh trong khu vực có thể bị hạn chế đáng kể. Các samurai chống Trung Quốc đã trở lại, và đây là một trận chiến đáng xem. Đối với Trung Quốc mà nói, họ biết chắc chắn rằng Nhật Bản sẽ là đối thủ của mình ở khu vực nhằm thách thức tham vọng của mình. Bắc Kinh sẽ phải sử dụng nước cờ Triều Tiên hoặc Nga để đối phó với Nhật. Việc Triều Tiên liên tục thử tên lửa rồi ảnh hưởng tới Nhật Bản cũng là để làm phân tâm ở mặt trận nước nhà của Nhật. Đây cũng được coi là ý muốn của Bắc Kinh. Với Nga, việc Nhật-Nga căng thẳng ở tranh chấp quần đảo Kurin cũng khiến Bắc Kinh hài lòng. Đáng lưu ý là hai quốc gia này đều có năng lực hạt nhân và Trung Quốc cũng thế. Cho nên rất có thể hai nước cờ này sẽ tạo ra sức ép lớn đến Nhật Bản nếu chiến thuật của họ linh hoạt. Nhật Bản muốn đối đầu với Trung Quốc thì trước tiên phải giữ Nga cố định, giữ Nga trong mối quan hệ hợp tác để lấy năng lượng giá rẻ, vực lại kinh tế và đảm bảo an ninh năng lượng trong trường hợp Biển Đông biến động thành điểm nóng quân sự. Sau đó, bắt tay với Hàn Quốc hoặc thậm chí là Nga để giải cứu Triều Tiên ra khỏi móng vuốt của Bắc Kinh. Triều Tiên trải qua thời gian cấm vận kéo dài, họ cần tiền để phát triển kinh tế, cho nên nếu giải quyết được vấn đề này, thì Nhật hay các đồng minh của mình cũng dễ dàng hơn trong việc đối phó với chủ nghĩa bành trướng của nhà cầm quyền Trung Quốc. Đây là cách giải quyết vấn đề hoàn toàn trên bàn đàm phán mà không cần kích nổ xung đột quân sự. Khi nói tới Biển Đông, vấn đề Đài Loan cũng luôn là vấn đề nóng. Và câu chuyện xoay quanh chuyến đi của cựu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu tới Trung Quốc tận 11 ngày cũng đang là sự kiện gây tranh cãi. Giải mã chuyến đi 11 ngày của cựu Tổng thống Đài Loan tới Trung Quốc. Cựu Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Mã Anh Cửu có chuyến thăm 11 ngày tới Trung Quốc đại lục bắt đầu từ ngày 1 tháng 4.
Có tin ông Tập Cận Bình có thể gặp ông Mã Anh Cửu ở Bắc Kinh vào ngày 8 hoặc ngày 9 tháng 4. Có luồng ý kiến cho rằng ông Mã Anh Cửu mang theo công thức hòa bình đến Bắc Kinh. Có người cho rằng ông ấy đang cứu vãn sự nghiệp chính trị của mình. Một thực tế là vai trò của ông Mã trong Quốc dân đảng vốn chia rẽ và nhiều phe phái đã không còn sức hút. Ông ấy không có nhiều sự ủng hộ trong chính đảng của mình. Sau khi từ chức tổng thống, ảnh hưởng của ông đã giảm đi rất nhiều. Nhưng cốt lõi của ông cũng như Quốc dân đảng đều là âm thầm theo đuổi con đường độc lập cho Đài Loan. Nhưng có một khái niệm đáng lưu ý liên quan tới vấn đề lịch sử. Trung Quốc đại lục vốn thuộc về Trung Hoa Dân Quốc. Sau này chính Đảng Cộng sản Trung Quốc lật đổ chính quyền và xảy ra nội chiến, và Tưởng Giới Thạch đã lãnh đạo Quốc dân đảng chạy về hòn đảo Đài Loan. Cho nên ngôn từ sử dụng ở đây cũng có phần mập mờ. Tức là ông Mã và Quốc dân đảng bí mật theo đuổi nền độc lập dưới danh nghĩa Trung Hoa Dân Quốc, thì liệu đây có phải là con đường độc lập dân chủ bao gồm cả Trung Quốc đại lục chứ không phải riêng gì Đài Loan hay không? Nói thẳng ra, Bắc Kinh cho rằng phải giải phóng Đài Loan và sáp nhập về đất mẹ. Nhưng thực tế thì ai giải phóng ai, đó mới là vấn đề. Vì vậy mà trong con mắt của giới chức Bắc Kinh thì Mã Anh Cửu và Quốc dân đảng không khác đảng cầm quyền dân tiến về bản chất. Sự khác biệt có chăng chỉ là chiến thuật, tức là Quốc dân đảng sẽ lựa chọn kiểu tay bắt mặt mừng và cảm hóa từ từ, khiến người dân đại lục thức tỉnh. Từ đó chính họ đứng lên giải phóng mình. Nhiều người nói rằng đây là chiến thuật ngây thơ vì họ không hiểu được sự xảo quyệt của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Nhưng chiến thuật của đảng dân tiến cầm quyền thì có sự khác biệt rõ ràng. Xây dựng Đài Loan tự chủ và độc lập, thiết lập các mối quan hệ quốc tế tốt đẹp để tăng khả năng tự vệ. Họ không hung hăng gây chiến, nhưng sẵn sàng đáp trả nếu bị tấn công vũ lực. Đường lối này được đánh giá cao và cộng đồng quốc tế cũng đang thể hiện sự ủng hộ của mình về vấn đề Đài Loan. Nhưng chẳng phải vào tháng 4 năm ngoái, Trung Quốc đã trải thảm đỏ chào đón ông Mã, cựu tổng thống Đài Loan đầu tiên đặt chân lên đại lục hay sao? Đúng vậy, khi này giới chức Trung Quốc tin rằng Mã Anh Cửu có thể trở thành công cụ lợi dụng. Nhưng thực tế thì lại khác. Cho nên kết thúc chuyến đi vào tháng 4 năm ngoái, giới quan sát đều thấy chuyến đi chẳng đâu vào đâu và cảnh tượng trải thảm đỏ chào đón được kết thúc bằng cụm từ đầu voi đuôi chuột. Quan điểm của Bắc Kinh rất rõ ràng, phải phục tùng thể chế vô điều kiện. Bất kỳ ai không tuân theo đều trở thành kẻ thù. Ông Mã vẫn âm thầm theo đuổi một Đài Loan độc lập. Điều này chứng tỏ hòn đảo này dưới sự cầm quyền của ai thì cũng không thể khuất phục. Cho nên Bắc Kinh mới coi tất cả họ đều là kẻ thù. Vậy thì thách thức của Trung Hoa Dân Quốc là thừa nhận tính hợp pháp của chế độ Bắc Kinh, là độc lập với Đài Loan hay là độc lập của đại lục là gì? Có một điểm chú ý ở đây. Thừa nhận tính hợp pháp của Bắc Kinh đương nhiên không tồn tại Trung Hoa Dân Quốc, tức là không có Đài Loan độc lập. Nhưng nếu theo đuổi con đường đi tìm độc lập cho Đài Loan thì phải thừa nhận Trung Hoa Dân Quốc. Mà đã thừa nhận thì câu chuyện lại không phải của riêng Đài Loan mà lại là cả Trung Quốc đại lục. Vì nhà cầm quyền hiện tại không được thừa nhận là một chính quyền hợp pháp do dân bầu lên. Mọi chuyện khá là phức tạp. Nhưng ông Mã có phải là người đang hoạt động vì độc lập của Trung Quốc không? Chắc chắn là không. Bởi vì khi nói đến nền độc lập của Trung Quốc, chỉ có bà Thái Anh Văn là tuyên bố độc lập với Trung Quốc. Ý tưởng của bà là Trung Hoa Dân Quốc là Đài Loan. Nhưng tuyên bố của Quốc dân đảng là hai bên eo biển Đài Loan không công nhận chủ quyền của nhau và không phủ nhận quyền quản lý của nhau. Chủ quyền của Trung Hoa Dân Quốc bao trùm cả Trung Quốc đại lục. Điểm này cần phải nhấn mạnh. Bà Thái không nhấn mạnh điểm này. Chính vì thế mà không ít người cho rằng ông Mã Anh Cửu theo đuổi con đường là Đài Loan độc lập là chưa chính xác. Cũng có một luồng ý kiến cho rằng thực ra ông Mã Anh Cửu cũng chẳng khác gì đảng dân tiến. Chẳng hạn như khi Mã Anh Cửu đến đại lục để thờ cúng tổ tiên vào năm ngoái, ông ấy chỉ là hướng sự chú ý của truyền thông vào sự kiện này để làm suy yếu tập trung vào việc bà Thái Anh Văn đến Hoa Kỳ. Vào thời điểm này của năm nay, Phó Tổng thống Tiêu Mỹ Cầm mới đắc cử lại vừa thăm Hoa Kỳ và châu Âu, và Chủ tịch Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan cũng đang thăm Đài Loan trong thời gian này. Cho nên họ cho rằng chuyến đi của ông Mã năm nay cũng lặp lại mục đích của năm ngoái, vở diễn được lặp lại mà thôi. Như chúng ta đã biết, khi nhà Thanh sụp đổ, Quốc dân đảng đã lãnh đạo người Trung Quốc chống lại sự chiếm đóng của Nhật. Khi đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ là một nhóm nhỏ trong chính quyền mới của Trung Quốc hậu nhà Thanh. Hậu chiến tranh với Nhật, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lật đổ sự cầm quyền của Quốc dân đảng và đổi tên thành Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa như tên gọi hiện nay. Nhưng Quốc dân đảng còn tồn tại thì tính hợp pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc còn bị thách thức. Trong nhận thức của giới chức cầm quyền Bắc Kinh thì họ nhìn nhận rằng Trung Quốc đại lục đã giành được độc lập từ Trung Hoa Dân Quốc và thành lập nên Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Còn Đài Loan thì chưa được độc lập nên mới cần phải giải phóng và phản đối độc lập.
Thế nhưng mà nếu đem thước đo dân chủ và nhân quyền ra để mà so sánh giữa hai bờ eo biển thì đương nhiên là người Đài Loan độc lập tự do và dân chủ hơn nhiều. Cho nên khi chúng tôi đến Đài Loan đều chứng kiến một sự thật là người Đài Loan rất khó chịu khi nói là giải phóng họ. Họ luôn nói ngược lại là phải giải phóng người dân Trung Quốc khỏi xiềng xích, đó mới là sự thật. Nhưng nếu Quốc dân đảng không còn muốn thống nhất đại lục, tức là hai bên bờ eo biển là độc lập với nhau, như thế thì trong mắt Bắc Kinh, Tập Cận Bình đã mất Đài Loan. Đây cũng là một vấn đề. Trong hoàn cảnh như vậy, khái niệm Trung Hoa Dân Quốc sẽ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc coi là mối đe dọa, nên một số người đã đứng ra chỉ trích Mã Anh Cửu và yêu cầu bên kia đừng làm xáo trộn hiện trạng. Bởi vì việc làm xáo trộn hiện trạng sẽ dẫn đến mất hòa bình, nên Hoa Kỳ không sẵn lòng làm như vậy và chế độ Trung Quốc cũng muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với Mỹ. Cho nên mối bận tâm của Bắc Kinh không phải là Đài Loan, mà là muốn sử dụng Mã Anh Cửu để kích động chính trị Đài Loan đối với người Mỹ. Nhưng trên thực tế, cả Quốc dân đảng và Mã Anh Cửu đều không có ảnh hưởng lớn đến tương lai chính trị Đài Loan. Bởi vậy, cọng rơm của Bắc Kinh cũng hoàn toàn dễ cháy. Một thực tế rất rõ ràng, người Đài Loan không muốn trở thành phiên bản thứ hai của Hồng Kông. Ví dụ tham chiếu vẫn còn đó, họ hiểu rằng không thể chỉ tin những gì mà Bắc Kinh nói mà phải xem những gì họ đã làm. Một Hồng Kông phồn hoa đã bị suy yếu mạnh mẽ khi nó được trả về với Trung Quốc hậu 100 năm. Vâng thưa quý vị, Biển Đông đang hình thành một mặt trận mới, Trung Quốc chỉ tập trung chống Mỹ, nhưng vùng biển này không phải chỉ có Hoa Kỳ, mà ngày càng có thêm những đồng minh của họ đang hiện diện ở đây để cùng nhìn về Trung Quốc. Nếu Bắc Kinh tiếp tục ôm tư duy thúc đẩy chủ nghĩa bành trướng, thì những quốc gia láng giềng, vốn là vùng đệm an ninh của họ, sẽ đứng về phía đối phương để chống lại Bắc Kinh. Một điểm yếu về địa lý mà Trung Quốc đang phải chịu đó là toàn bộ cơ quan đầu não, những trung tâm kinh tế lớn, những thành phố huyết mạch của họ lại hoàn toàn nằm ở phía đông, nơi cực kỳ hiểm yếu trước phòng thủ nếu xảy ra xung đột tập thể ở Biển Đông. Biển Đông cũng được xem là một yếu tố quan trọng trong an ninh quốc gia của Trung Quốc. Việc kiểm soát và bảo vệ Biển Đông giúp Trung Quốc tăng cường sự an toàn và ổn định ở biên giới phía nam của mình, đồng thời củng cố vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Muốn làm được điều này, Trung Quốc nỗ lực điên cuồng chiếm đóng, cải tạo và xây dựng cơ sở quân sự, trạm quan sát, cũng như các biện pháp khác để tăng cường sự hiện diện và kiểm soát của mình trong khu vực. Nhưng câu hỏi là tại sao Trung Quốc phải làm như vậy? Nếu họ tuân thủ luật pháp quốc tế, tăng cường hợp tác với thế giới với mục đích phát triển thay vì theo đuổi tham vọng bá quyền, tôn trọng và xây dựng Trung Quốc lấy nền tảng giá trị phổ quát làm cơ sở, hay học cách tôn trọng chủ quyền của các quốc gia và bình đẳng trong quan hệ đối ngoại, thì đương nhiên chẳng ai chống lại Trung Quốc cả. Đáng nói là giới chức Bắc Kinh lại đang xây dựng một đất nước Trung Quốc trở thành một loại dịch bệnh, làm hủy hoại tư tưởng và bóp méo nhận thức của con người. Nó phá hủy giá trị phổ quát từ sâu bên trong, và đó là lý do thế giới phải chống lại Trung Quốc. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép được tạm dừng. Quý vị hãy để lại quan điểm của mình ở bên dưới để thảo luận trực tiếp với chúng tôi. Một lần nữa, đừng quên nút like và đăng ký kênh. Hy vọng quý vị đã có những kiến thức bổ ích hôm nay. Hẹn gặp lại trong những hành trình mới. Thank you.